Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết á, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, để video của mình có thể đến với bạn một cách sớm nhất. Rồi, thông tin đầu tiên chính là việc là xác nhận giấy thông hành. Thì chỉ xác nhận cấp giấy thông hành trong trường hợp thật sự cần thiết, lãnh đạo phải xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất việc ra đường và lý do không chính đáng. Tránh việc do quen biết xác nhận cấp giấy tràn lan, người đến xin giấy xác nhận, giấy thông hành phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và khai báo y tế. Thì theo đó thì Ủy ban Nhân dân phường xã thực hiện xác nhận đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố trong điều kiện giãn cách xã hội, bao gồm trung tâm thương mại, nè, siêu thị tổng hợp, nè, thị trường, các trường hợp vui chơi giải trí và ăn uống tại chỗ, chợ dân sinh, bao gồm các gian hàng lương thực thực phẩm, rau hoa quả và đồ khô, và cửa hàng tiện lợi như siêu thị mini, cơ sở kinh doanh đồ ăn, trừ các hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ, các cửa hàng tạp hóa kinh doanh hoa quả trái cây, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm và thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện và nước, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt và ga, các cửa hàng vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp, các loại dịch vụ thiết yếu phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn. Và không xác nhận đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không giấy phép kinh doanh, không nằm trong danh mục ở tại các điểm trên. Và kiểm soát chặt chẽ ở các chốt. Và kể từ ngày hôm nay, để được qua trạm các bạn phải là hộ kinh doanh có đăng ký giấy phép kinh doanh về thực phẩm và lương thực theo như các mục đã nêu ở trên. Còn ngoài ra, các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ thì có thể sẽ không được cấp giấy xác nhận. Rồi, thông tin tiếp theo chính là tính đến hết ngày hôm qua, ngày 5 tháng 8, Bến Tre ghi nhận là 982 trường hợp F0 và F1 là 1.928 trường hợp và F2 là 4.625 F2. Thì đang điều trị là 703 trường hợp, ra viện là 262 trường hợp và tử vong là 17 trường hợp. Thì theo đó, các F0 ở các huyện như sau: thì Chợ Lách là 26, Châu Thành là 174, Mỏ Cày Bắc là 27, Mỏ Cày Nam là 20, thành phố Bến Tre là 81, Dòng Trôm là 58, Bình Đại là 46 và Ba Tri là 350. Và thành phố là 183 ca. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 8 là Bến Tre ghi nhận thêm 43 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.025 ca. Thì các ca được ghi nhận bao gồm ở Ba Tri là 12 ca, ở Bình Đại là 8 ca, Châu Thành là 8 ca, Chợ Lách là 2 ca, Dòng Trôm là 3 ca, thành phố là 9 ca và 1 ca từ ngoài tỉnh vào là ở Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tài xế công ty vận tải. Thì ở Ba Tri 12 ca, bao gồm là ở Tân Xuân là 4 ca, là ở xã Tân An và xã Tân Thị. Thì thị trấn 2 ca là ở An Hội. An Hòa Tây 3 ca là ở An Phú 2, là sau 7 ngày là hoàn thành cách ly và test nhanh dương tính. Tân Thủy là 1 ca, Tân Hưng là 2 ca ở Tân An. Trong đó là Tân Xuân có 3 ca và An Hội là 1 ca, test nhanh tầm soát ngoài cộng đồng. Còn ở Bình Đại là 8 ca, bao gồm là Bình Thắng là 6 ca ở ấp 2, thị trấn là 2 ca ở Bình Thuận. Châu Thành là 8 ca, bao gồm ở là Phú Đức 4 ca ở Phú Tường, Phú Hội và Phú Ninh. Còn Tiên Thủy 2 ca là ở Khánh Hội Đông và Tiên Hưng. Hữu Định 1 ca ở Đại Định, Tân Phú 1 ca ở Tân Bắc. Và Chợ Lách 2 ca, bao gồm ở Long Thới 1 ca ở An Quy, Tân Thiền 1 ca ở Thanh Tân, Dòng Trôm 3 ca, bao gồm là Long Mỹ 2 ca ở ấp 1, Phong Nẵm 1 ca ở Phong Phú, đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 16 đến ngày 25 và theo dõi sức khỏe tại nhà từ ngày 26 đến ngày 5 tây là có triệu chứng ho sốt. Thành Phú là 9 ca, bao gồm là ở An Điền 7 ca, ở Giang Hà và An Khương B, Quế Điền 1 ca ở Quý Thế, Mỹ Hưng 1 ca ở Thạnh Khương B. Thì và một ca nãy mình đã nói rồi, một ca là ở ngoài tỉnh về là ở Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, là tài xế công ty vận tải. Thì ngày 2 tháng 8 là test nhanh âm tính tại Sài Gòn, đến Buôn Ma Thuột lấy hàng, sau đó về lại bãi xe 27 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thì ngày 3 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8, tài xế ở tại bãi xe 27 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thì ngày 5 tháng 8 là test nhanh dương tính tại cầu Rạch Miễu. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là bao gồm là 33 ca,
ngoài cộng đồng là 10 ca là sau khi hoàn thành cách ly tập trung và có triệu chứng là 5 ca và 4 ca test nhanh tầm soát ngoài cộng đồng ở Ba Tri và 1 ca về thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại chốt. Thì tính đến nay là Bến Tre là có tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay Bến Tre có 1025 ca. Số ca tử vong vẫn là 17 ca và số ca ra viện trong ngày là 16 ca. Tính đến nay là Bến Tre có 262 ca ra viện. Thì mình cũng kết thúc thông tin buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.